Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Nhớ nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để ủng hộ cho Thịnh cũng như cập nhật những kiến thức sửa chữa hữu ích theo ngày tháng anh em nha. Hôm nay cuối tuần anh em có gì vui không? Thịnh thì niềm vui lớn nhất vẫn là hoàn thành những công tác sửa chữa thiết bị do anh em từ khắp mọi miền Tổ quốc. Nhiều khi anh em sửa có cái máy xay sinh tố mà anh em gửi từ Tuốt Hà Nội vô em, thật anh em nói em cầm cái máy, em nhận máy mà em cảm động vô cùng anh em nha. Rất cảm ơn sự tin tưởng của anh em. Thì hôm nay trước mặt anh em đây là một cái nồi chiên không dầu. Đây, Power Air Fryer Multifunction đa chức năng nha. Anh em thấy cái dòng chữ nhỏ nhỏ này không? By Trista Product. Tristar này theo em được biết thì là thương hiệu của Mỹ, trụ sở tại bang New Jersey. Đây là một cái thương hiệu lâu đời lắm rồi anh em. Tristar là thành lập từ những năm 1992, cung cấp những sản phẩm, sản xuất những sản phẩm đồ gia dụng cao cấp cho thị trường toàn cầu luôn. Cái nồi này được một cô bác cũng lớn tuổi đem từ bên Mỹ về, xài cũng được một thời gian dài rồi. Thì lúc mà cô đem tới cho mình á, thì trong cái tình trạng là trên nồi này có những cái bảng điều khiển toàn bộ bằng cảm ứng hết nha anh em. Rồi nhấn không ăn, cảm ứng nhấn không ăn, lúc ăn lúc không, lúc chạy lúc không. Đó. Thì cô rất là quý cái nồi này, kỷ niệm, kỷ niệm của cô nên là cô rất là quý. Bản thân em nếu mà có những cái nồi mà chất lượng như vậy, em là sửa đồ nhiều mà nên em tiếp xúc với nhiều dòng nồi. Nói thật với anh em là cái nồi Mỹ, nồi Đức, đúng đúng Mỹ đúng Đức như cái nồi này nha, chứ không phải là nhái thương hiệu và made in China nha. Nó vẫn chất lượng hơn rất là nhiều anh em. Nó chắc mà mình nhìn cái kết cấu rồi mình mở ra mình sửa, mình thấy linh kiện nó cao cấp lắm, làm bài bản chất lượng lắm. Đúng là tiền nào của đó luôn á. Rồi thì Thịnh đã hoàn thành cái quá trình sửa chữa cái nồi này rồi. Thịnh mới đăng lên cho anh em xem để chia sẻ một số kinh nghiệm đây. Thứ nhất, bây giờ Thịnh sẽ thử trước. Đây, Thịnh cắm điện lên nha. Này, cắm điện lên. Đó, anh em nghe một cái tít đâu. Đó thì lúc mà cô mang đến á, là cái nút power này nè. Nhấn nó không có ăn, nhấn nó không nhận lệnh gì hết á. Giờ Thịnh nhấn nè, nhận lệnh liền ha. Sau khi sửa xong xuôi ngon lành liền luôn. Rồi giờ mình chọn thử một chế độ coi. Hình con cá, con tôm, hình khoai tây chiên, đùi gà đủ thứ anh em. Thôi chọn cái đùi gà đi, thích ăn gà mà. Rồi Thịnh nhấn cho chạy thử nha. Anh em nghe tiếng quạt gió chạy không? Đó, đang chạy đó nè. Em nghe tiếng không? Rất là đầm. Cái motor, cái quạt gió nó quay rất là đầm. Cái tiếng quạt gió này mà những cái nồi Trung Quốc rẻ tiền á, cái tiếng nó quay nó gọi là nó ù lắm, nó không có mà chắc như vậy đâu. Đó, ok, ví dụ cho anh em coi. Đó, giờ bạn cảm ứng nhấn ngon lạnh hết luôn. Thì nguyên nhân mà bị cái này là gì anh em? Nguyên nhân Thịnh mở ra Thịnh coi thì cấu tạo của cái nồi này ở đây nó có một cái bảng mạch LED điều khiển cảm ứng. Ở bên trong có một cái bo mạch chủ quản lý tất cả những tính năng máy luôn, nó khiển những cái này. Đó. Thì gốc gác là nó lỗi, đó, nó kêu tít tít để mình mở cái nồi ra. Đó, này má mở ra nó sáng đèn lên. Gốc gác của vấn đề là nó bị lỗi từ cái bo chính nó làm chập và nó làm hư nguyên một cái bảng LED cảm ứng đây luôn. Thành xử lý hình thay nguyên một cái mạch cảm ứng LED ở đây và sửa lại cái bo này, thay IC, sửa mạch rồi lại cho nó ngon lành hết, đồng bộ lại hết thì nó sẽ chạy bền bỉ như lúc ban đầu. Nguyên nhân tại sao hư anh em? Em có một cái bí quyết này em chia sẻ cho anh em. Đó là nhiều khi anh em đi sửa đồ á, người ta không thích nói cho anh em nguyên nhân tại sao hư. Để anh em cứ xài hư ra sửa tiếp. À, em thì em không muốn vậy chút xíu nào. Thậm chí anh em mà vừa mới xài được đâu mấy tháng mà hư đúng cái lỗi đó nữa, em
em không hề ham muốn mà thu cái tiền sửa chữa một lần nữa chút xíu nào luôn anh em. Thì nguyên nhân của cái lỗi này đó là bị quá nhiệt làm chập bo. Quá nhiệt là sao? Nghĩa là sau khi cô nướng một cái mẻ được khoảng 10 15 20 phút, cô lấy ra, cô tiếp tục cô bỏ vô một mẻ khác. Cô nướng xong cô lại lấy ra, cô bỏ tiếp một mẻ nữa. Khi mà nguyên tắc hoạt động của nồi chiên không dầu, quá trình mình nướng là trong đây quạt gió nó thổi, không khí nó đối lưu vòng vòng đây nè, từ cái lòng nồi cho lên tới bo mạch luôn. Thì khi đó những linh kiện điện tử nó bị hấp trong nhiệt trong một khoảng thời gian 15 20 phút rồi. Sau khi mình lấy ra, mình không cho nó nghỉ, mình dồn tiếp một mẻ khác, nó lại hấp trong nhiệt tiếp. Cái nhiệt nó lên tới 150, cao nhất tới 200 độ C lần mà. Thời gian quá lâu, nhiều mẻ dồn liên tục làm nổ bo, nổ IC gây lỗi mạch liền. Đây là cái nguyên nhân làm hư rất nhiều dòng nồi chiên không dầu luôn. Anh em lưu ý giùm em cái vấn đề đó rồi anh em sẽ thấy xài nó bền hơn nhiều lắm. Cái gì cũng có lý do, không phải tự nhiên nó hư đâu. Đó, anh em để ý cái vấn đề đó. Mình nướng xong một mẻ mình mở ra như vậy cho nó thoáng khí, mình để nó nghỉ xíu cho nó nguội, nó tản nhiệt ra bớt, rồi mình hãy làm tiếp. Đó, bây giờ anh em nhìn coi, nãy giờ như nãy giờ để nghỉ, nãy giờ Thịnh ngồi chơi tán dóc với anh em mà đủ thời gian cho nồi nghỉ rồi đó, có thể tiếp tục một mẻ mới. Đơn giản vậy thôi. Còn vấn đề mà sửa chữa những cái nồi này thì không có đơn giản nha anh em nha, những cái loại mà nồi điện tử đặc biệt nồi cảm ứng như vậy nè, rất là khó luôn. Thịnh phải nói chung vận dụng tất cả những kinh nghiệm tích lũy gần một hơn một chục năm làm nghề, từ tích lũy linh kiện nè tới những cái logic mạch nó đi như thế nào, kinh nghiệm con nào nó sẽ lỗi, con nào khiển vấn đề cảm ứng, con nào khiển vấn đề nguồn, từ kinh nghiệm mà có thôi, không có đơn giản đâu. Những cái bo mạch này nếu làm sai một ly nó dễ đi một tuốt luốt luôn, 100 dặm luôn. Một số máy Thịnh nhận được thì anh em có đưa đi một số trung tâm, một số nơi khác sửa, thì có thể là thợ đó họ không có chuyên về vấn đề sửa bo nên họ làm hò hàng tùm lum hết. Có cái thì ráng lắm cũng cứu lại được, có cái thì không cứu được luôn, mà kiếm cái nguyên cái bo hay làm gì có anh em. Đó, coi như cái đó cũng đáng tiếc ha. Thì anh em nhớ những cái nồi này sửa không đơn giản, nên là cố gắng mang đến những cái cơ sở mà chuyên về sửa, thật sự chuyên á, thì sẽ tốt nhất cho thiết bị của mình. Ok, hôm nay là một ngày cuối tuần, Thịnh cũng làm cái clip này cái thôi rồi xong, chắc phải về chơi với vợ con, chở con đi chơi cày cả tuần rồi. Nếu anh em có bất kỳ thắc mắc nào hay là muốn được tư vấn giải đáp, hoặc muốn sửa chữa điện thoại nè, điện tử nè, đồ điện gia dụng, Thịnh luôn sẵn sàng. Vui vẻ nhất là được kết giao bằng hữu với anh em. Chúc anh em một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và ấm áp bên gia đình và người thân yêu nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video clip này.